Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một chiếc đồng hồ hiệu Kenniker của Đức. Xoay để các bạn xem phần bên ngoài. Cái vỏ gỗ này họ làm trông rất là mới. Các bạn xem hiệu Kenniker, thử test chuông các bạn nghe xem. Một chiếc đồng hồ mà năm này ra xem nào. Chiếc đồng hồ này chạy bằng ba lăng và 5 gông đồng. Để mình chuông tiếp nha. Đó, cơ chế của chiếc đồng hồ này chạy bằng 3 lăng. Đó, và trông còn tương đối là mới. Tổng thể để các bạn xem một lần nữa. Một hiệu Kenniker do ánh sáng hơi khó nhìn. Rồi, giới thiệu với các bạn về chiếc đồng hồ vai bò này mình mới sưu tầm được, chia sẻ với anh em bạn bè cùng đam mê, cùng sở thích về những chiếc đồng hồ cơ học. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.